đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Dân mạng xôn xao trước yêu cầu cực khắc của cô gái 26 tuổi khi tham gia show hẹn hò. Những điều diễn ra trong show hẹn hò vẫn luôn là chủ đề hấp dẫn. Và mới đây tại chương trình Kép Đôi, có sự dẫn dắt của MC Quyền Linh và MC Hồng Vân, dân tình lại được phen bàn tán xôn xao. Được biết, cô nàng Châu Tiểu Thúy, Jessica, quê ở Đà Lạt, hiện đang làm designer và editor tại một trung tâm tư vấn du học tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn nam chính là Hoàng Ngọc Phú, đang làm lập trình viên và marketing online tại nhà. Bên cạnh màn giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu cũng như chuyện tình trường, Tiểu Thúy còn cho biết mình là một người độc lập tài chính, tự kiếm ra tiền, lo cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, cô nàng đã làm được điều này từ năm 22 tuổi. Về phần mình, Ngọc Vũ cũng không kém cạnh khi đã độc lập tài chính từ năm 18 tuổi. Nhưng điều gây ấn tượng hơn cả là nữ chính còn làm một lời nhắn nhủ gửi đến cho đàn trai trước khi mở rào gặp mặt nhau. Em đang tìm kiếm người đàn ông có thể chưa có gì trong tay ngay bây giờ, nhưng phải có chí tiến thủ. Em không ngại cùng anh vượt qua khó khăn, nhưng anh phải chắc chắn một điều, anh thật sự cố gắng hết mình cho cả hai, để không phải vì chuyện miếng cơm manh áo mà sau này nặng lời với nhau. Em đưa ra thử thách là anh sẽ đạt được thành công trong công việc và sẽ sớm có mức thu nhập ở con số 30 triệu đồng một tháng. Anh chấp nhận thử thách này của em không? Trả lời thử thách này, Ngọc Vũ cho biết mức lương của mình hiện tại bằng với yêu cầu của Tiểu Thúy. Ngoài ra, khi bị người thân của đàn gái hỏi khó chuyện đã có chuẩn bị gì cho tương lai, anh chàng chia sẻ, về những gì mình đã chuẩn bị cho tương lai con cái thì mình đã sẵn sàng trong đầu hết rồi. Mình sẽ dành những gì tốt nhất cho con cái của mình. Đồng thời, nếu Tiểu Thúy kết hôn với anh, con của họ sẽ được sinh ở bệnh viện quốc tế, học trường quốc tế và theo lĩnh vực công nghệ thông tin như anh đang làm. Kết quả, cặp đôi đã đồng ý hẹn hò và trao nhau nụ hôn đầu tiên ngay tại chương trình. Tuy nhiên, sau khi chương trình được phát sóng, dân tình đã để lại hai luồng ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau. Nhiều người cho rằng thử thách của Tiểu Thúy là hoàn toàn bình thường vì bản thân cô nàng cũng rất là giỏi giang. Nào nào ấp vùng đấy, các cụ nói rồi, không đồng đều về kinh tế thì phải đồng điệu về tâm hồn. Ta nói nó xứng đáng, chị gái giỏi thì tìm người giỏi hơn là đúng rồi, quá là bình thường. Người ta giỏi, người ta có quyền đòi hỏi bạn như vậy, may tầng nào thì gặp may tầng đó thôi. Ngược lại, ý kiến trái chiều lại cho rằng cô gái có xu hướng đề cao vật chất. Dù có làm ra tiền đi nữa thì con gái yêu cầu lương các kiểu trên TV cũng không nên, vì đây là vấn đề nhạy cảm. Xin nhường cho bạn nào có điều kiện khá giả hơn. Nói may tầng nào gặp may tầng đó chẳng khác nào phân biệt người giàu và người nghèo. Ý nói vậy là người giàu phải yêu người giàu, còn người nghèo thì nên yêu người nghèo à? Bảo sao ấy, người lương 30 triệu một tháng cũng sẽ không tìm đến cô, vì có khác nào một cuộc đầu tư phi lợi nhuận. Lương thì có thể sẽ tăng, nhưng nhan sắc thì ngày càng xuống cấp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.